Xin chào tất cả quý bạn và các vị đã cùng nhau đến với góc pro view của Gian Gian, người chơi đi rừng của đội tuyển Ban Mê Gaming, với vị tướng cao đánh nắc trong kèo đối đầu đi rừng cùng với cả Du Xiang, với vị tướng Elandor bên kia chiến tuyến. Du Xiang, người chơi đường rồng của Frapwork, sẽ sử dụng Elandor đi rừng ở trong ván đấu này. Còn Kai cầm Meo Su bên phía của đội đỏ là ai thì tôi không biết, bởi vì Kai của Ban Mê Gaming là người chơi vị tướng Stuart bên phía của Gian Gian. Ngoài ra còn có thêm cả Kawai, người chơi đường tật thần của Ban Mê Gaming sẽ sử dụng vị tướng Rat ở trong ván đấu này. Bên phía đội xanh sẽ hoàn thành lắp với vị tướng Karizik trong vai trò hỗ trợ, như vậy là có bộ đôi Karizik, Karinak, thiếu Grisi và Zena ở khu vực đường tật thần Seiza. Chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với những diễn biến của ván đấu và cùng chờ đợi xem là ba tuyển thủ của Ban Mê Gaming sẽ đối đầu với cả Su Xiang như thế nào ở trong ván đấu này. Không biết là bên phía của đội đỏ có còn ai là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa hay không, bởi vì dù sao thì đây cũng là một trận đấu cho anh thách đấu của server đài. Có lẽ là sẽ còn có thêm, biết đâu còn có thêm tuyển thủ nào đó, nhưng mà kiểu không để tên thi đấu cho nên là chúng ta không biết. Như vậy bắt đầu vòng rừng đầu tiên dành cho Gian Gian, đó là ở phần rừng màu đỏ. Khu vực phía trên có tiêu vui bóng về dành cho đội đỏ rồi. Solo kill dành cho Florentino và hạ sát được vào Senna. Gian Gian bắt đầu vòng rừng đầu tiên của mình từ con màu đỏ. Không ăn chung quay lính cùng với cả Rat ở khu đường giữa. Kết thúc phần rừng màu đỏ thì tiến tới luôn với cả phần rừng màu xanh dành cho Gian Gian. Bên phía đối phương thì có Coretti hỗ trợ, Florentino đường tật thần xây ra, Eo Su ở khu đường rồng, Duy đường giữa và đi rừng của họ đó là Elandor trong tay của Su Xiang. Kawai đang hỗ trợ cho Gian Gian ăn mục tiêu quái rừng như thế này. Thế này thì chưa lên được cấp độ 4. Vẫn chưa lên được cấp độ 4 đến từ Gian Gian. Còn Su Xiang đã có tình huống ganh lên khu vực đường tật thần và khiến cho Zena lên bảng điểm số lần thứ 2. Cao Linh Nắc đang lên, đã có chiêu cuối được lên đến từ vị trí của Gian Gian tốc biến. Thiên nhiên, không phải thiên nhiên về, tôi xin lỗi, đây là vạn vật hấp dẫn. Và cứ thế mà Gian Gian vồ vào cú điểm gục vào Du Xiang của đội đỏ. Một ai về tỷ số mạ gục. Một tình huống tham minh chiêu 2 và cái đập tốc biến rất hay đến từ Karizik. Nhưng trước đó thì bên phía của đội xanh cũng đã có sai vào Elandor của Du Xiang ở cái bụi đó rồi. Bây giờ sẽ dần di chuyển xuống khu đường rồng, nơi mà con rồng của bàn đấu cũng đã xuất hiện. Chúng ta đã có 4 người gần với khu vực hàng rồng và cấu được một nửa cây máu của Kret. Không còn Kret trên bản đồ thì hiện tại nữa. Đó là một vực dành cho Kawai. Đối phương đang ăn bùa xanh và cướp được bùa xanh thành công với từ Gian Gian. Su Xiang cay chưa? Su Xiang đã cay chưa? Trước đó bị một vồ lên bảng điểm số. Bây giờ thì một vồ mất bùa xanh. Một vồ của Gian Gian đang cực kỳ hiệu quả ở giai đoạn đi đường. Bên phía đội xanh cũng có được cho mình con rồng đầu rồi ở khu vực phía trên. Kawai đã phải hỗ trợ cho Zena trong công cuộc đối đầu cùng với cả Florentino. Florentino bên phía của đội đỏ cũng đang có khả năng thực hiện sức mạnh tương đối nhanh cho đến thời điểm này. Một điểm gục chiến công đầu, một điểm hỗ trợ và chưa bị lên bảng điểm số. Vô, không tới rồi. Thôi thì cho đối phương dính tí máu với ấu trùng quỷ. Phút thi đấu thứ 3 và chuẩn bị bước sang phút thi đấu thứ 4 ở khu vực nửa trên bản đồ đang có tình huống giao tranh nổ ra. 2 Vestai, không 3 Vestai khi mà Kodet đã tới rồi. Vạn vật hấp dẫn của Karizik cũng đã tới. Chúng ta có thể là thắng giao tranh ở khu vực đường tà thần Seiza khi mà chưa mất bất cứ ai của bên phía đối phương, có thể là mất 3. Và điểm gục thứ 3 nằm lại ở nửa trên bản đồ của đội đỏ là dành cho Gian Gian. 2-0-1 đến từ khi đây của Gian Gian và 5-2 về tỷ số mạ gục. Bên phía đội đỏ có được cho mình 2 điểm gục từ rất sớm, nhưng sau đó họ mất liên tiếp 5 điểm gục mà chưa có thêm bất cứ điểm gục nào cả. Sau đó đồ thứ hai mà Gian Gian lên đó là cái giày hơm mét. Giày hơm mét cũng dễ hiểu, bởi vì bây giờ cơ chế giày là được swap giày miễn phí rồi, thì thích lên đồ giày nào để tăng hiệu quả ở giai đoạn đầu game thì lên thôi. Và đồ tăng hiệu quả đầu game đến từ Gian Gian đó là giày hơm mét. Băng vào cùng hàng cướp đi chung của Seiza, không cướp được Seiza. Seiza dành cho Zue bên phía đội đỏ. Florentino múa rất gắt, dùng chuyển sinh đến từ Gian Gian. Florentino múa quá ghê, múa quá dẻo, vẫn tiếp tục là múa đến từ Florentino. Nhưng Zena bị nằm lại với điểm gục được dành cho Kret bên phía của đội đỏ. Thua toàn tập ở khu vực đường tà thần Seiza. Và bên phía của đội đỏ cũng đã cân bình tỷ số mục tiêu lớn cũng như là điểm mạ gục ở thời điểm hiện tại, vì họ là đội có Seiza và vừa có được thêm mình thêm 3 điểm. Game đầu lại trở về thế cân bằng đến từ cả hai bên. 2-1-2 đến từ KDA của Florentino, vạn vật hấp dẫn. Giữ được hai người nhưng đáng tiếc không có sát thương tuyến 2.
Bây giờ Gian Gian mới tới thì Duê cũng đã về ở một vị trí an toàn, cái trụ một khu vực đường giữa. Tại sao mà 3,3k tiền và đang là người có được cho mình lượng tiền nhiều nhất bản đồ. Gian Gian đang muốn cướp đi combo đỏ phần rừng đối phương. Gian Gian vẫn còn đó là cái trừng trị. Elandor của Zhuxiang đang gặp tương đối nhiều bất lợi, vồ vào Zhuxiang. Ui, xa tường kìa. Zhuxiang phải chạy ngay. Một vồ rất đau đến từ Gian Gian. Và Gian Gian cũng đã thành công trong công cuộc cướp đi combo đỏ phần rừng đối phương. Gian Gian vồ tiếp vào Florentino. Nhưng Florentino cũng đang tương đối cứng khi mà Florentino có cái giày hộ vệ giúp giảm 10% sát thương ở thời điểm hiện tại, 10% sát thương vật lý đến từ cả chiêu thức và đòn đánh thường. Giày hộ vệ bây giờ nó không chỉ còn giảm sát thương từ đòn đánh thường nữa mà giảm cả sát thương đến từ chiêu thức. Phút thi đấu thứ 6 của ván đấu, 6-7 về tỷ số mạ gục. Hai bên đang đều có những tình huống ăn miếng trả miếng. Nhưng Gian Gian vẫn đang là người xanh nhất bản đồ thời điểm này. Florentino đã có thêm cả cái áo choàng băng giá rồi. Thường xuyên phá. Không biết là Gian Gian đã swap giày chưa, hay là vẫn đang giữ cái giày Hermes. Vẫn đang giữ cái giày Hermes. Bây giờ có lẽ là sẽ lên cái phức hợp kiếm. Gian Gian đang có tương đối nhiều quây lính ở khu vực đường giữa để tăng tiến sức mạnh. Trước đó là con xê ra và bây giờ là quây lính 3 con. Một vồ và một ấu trùng quỷ khiến cho Zeda mất nửa cây máu ở khu đường rồng. Đang có giao tranh nổ ra, Kret mất rất nhiều máu rồi. Bộ hốc khiến cho Kret lên bảng điểm số giật bắn bỏ chạy ấu trùng quỷ đủ sát thương. Rupuk kill dành cho Gian Gian ở khu vực phía trên. Cô tin vui báo về khi mà Rat của Kawai và Zena khiến cho Florentino phải nằm lại. Còn băng xương được sử dụng đến từ Gian Gian và sau đó thả ra ấu trùng quỷ khiến cho Zê bị bay mẩu. Điểm gục thứ 5 dành cho Gian Gian rồi. Gian Gian đang thực sự áp lực lớn với con Gauric Nack ở trong ván đấu này. Những tình huống đi gank của Gian Gian kể cả lên khu đường tần tần xê ra hay là xuống khu đường rồng thì đều mang về những trái ngọt dành cho chính bản thân anh ta và kể cả đội xanh nữa. Tiếp tục có thêm một quân lính ở khu vực đường giữa ăn chung cùng đồng đội đến từ Gian Gian. 6,3 nghìn tiền, hơn 2,3 nghìn tiền so với là Zhuxiang bên phía của đội đỏ. 7 phút ao một đồ. Không thể xem thường con Gauric Nack này khả năng sâu sát thương thời điểm hiện tại được. 7 phút ao một đồ. Florentino muốn vòng sau, đớp một kill dành cho Kawai. Florentino mất rất nhiều máu, lên bảng điểm số rồi. À không, đó là Elsu không phải là Florentino. Florentino vừa vào trong bụi cỏ. Anh ta múa được vào Kawai, anh ta vẫn tiếp tục múa. Nhưng cuối cùng thì đó là đớp một kill dành cho Zena. Vâng, rất xin lỗi quý bạn và các vị khi mà hai ngày hôm nay thì tôi bị khản tiếng ở đây tung cả. Vì mấy ngày hôm nay thì tôi cũng livestream nhiều, livestream xuyên suốt từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối. Và trong quá trình livestream thì nói cũng nhiều nữa. Cho nên là bị khản tiếng thì cũng là điều dễ hiểu, các bạn thông cảm. Nhất là thông cảm nhá. Rồi, như vậy là đã có nanh được dành cho Kawai rồi, sử dụng cổng dịch chuyển ra khu vực đường giữa. Tiến tới với phần rừng bồ đỏ cho nó nhanh. Vâng. Tiến tới phần rừng bùa đỏ cho nó nhanh, để cho nó nhanh. Như vậy là sau khi lên xong cho mình cái thương xuyên phá thì Gian Gian lên luôn cái nanh phân ri. Còn bây giờ thì mới lên phức hợp kiếm hay chăng? Rồng ánh sáng. Khu vực đường giữa đang có tình huống giao tranh nổ ra. Kawai hạ sát đi Elsu bên phía của đối phương rồi. Còn Gian Gian thì vẫn đang cố gắng ăn cho mình con rồng. Có rồng rồi. Đúng rồi, bây giờ thì Gian Gian sẽ lên cho mình cái trang bị phức hợp kiếm. Bây giờ sẽ lên phức hợp kiếm. Đường trên Zena đang bị cô lập. Nhưng mà hai người bên phía đối phương đang bị cấp máu, sử dụng bão hút qua bờ tường và sau đó là vồ vào vị trí của Duê. Duê nằm lại ngay với một cú vồ hiểm họa không trung đến từ Gian Gian. Gian Gian bão hút đập mặt vào tường không sao. Đã trở về được với vòng tay yêu thương của Karizik và Rat của Kawai. Cho nên bên phía đối phương vẫn chưa để áp lực được vào Gian Gian trong tình huống vừa rồi. Vâng, chúng ta lên thêm một trụ ở khu vực đường giữa, hạ sát đi Florentino và một vô thôi. Cái ngưỡng máu đến từ Crep trong tình huống đấy là ngưỡng máu tử khi Gian Gian đã có được cho mình cái đánh Fenrir rồi. Sốc sát thương là quá kinh khủng.
Du Xiang, Du Xiang, quái phủ. Sát thương từ trụ bậc thềm to quá nhở, sát thương từ trụ bậc thềm to quá nhở. Nhưng mà một vồ đang là rất đau đến từ Gian Gian rồi. Một vồ đang là rất đau đến từ Gian Gian. 8-2-2 về Kili ơi, 19-10 về tỷ số mạng gục cho đến thời điểm hiện tại. Gian Gian đã sử dụng hết cho mình hai lần chuyển sinh rồi. Có lẽ tình huống đấy, tình huống cố gắng hạ gục Du Xiang để sử dụng chuyển sinh cuối cùng đến từ Gian Gian. Bùa lợi rồng đã kết thúc. Bây giờ sẽ tiến tới quân xây ra bóng tối. Khu vực phía trên một mình Fortino cân 3. Vâng, anh ta cân 3 không được rồi. Điểm cục được dành cho Zena. Zena đầu ván đấu bị chết 2 mạng, nhưng bây giờ Zena cũng tương đối nhiều mạng rồi đấy. Tốc độ ăn xảy ra rất nhanh khi mà cao đỉnh đắc sâu sát thương là quá kinh khủng. Đã có thêm cả phức hợp kiếm được lên đến từ Gian Gian. Và số lật đổ cuối cùng, hãy cùng chờ đợi xem Gian Gian sẽ lên gì. Liệu rằng có lên cái trang bị thương khung kiếm khi mà đang xanh như thế này hay không. Đại lộ xây ra thả khu vực đường rồng, đứng núp bụi đây. Chiều cuối ngụy trang đồng bộ được sử dụng đến từ Karajic. Có ai không? Có ai không? Không có ai cả. Không có ai cả. Quá xanh đến từ Gian Gian rồi. Tốc biến đến từ Duê, né đi cú và hấp dẫn của Karajic. Chúng ta sẽ có thêm một trụ vòng ngoài cuối cùng bên phía của đối phương ở khu vực rồng. Đây là Vạn Vật Hấp Dẫn giữ ba người quá đẹp đến từ Karajic. Bán giày hơn mét lên cho mình cái trang bị giáp hộ mệnh à? Đúng là giáp hộ mệnh dành cho Gian Gian rồi. Vâng, bán giáp hộ mệnh nhưng không đủ tiền để mua thêm cái đồ gì cả. Gian Gian chưa bán giáp hộ mệnh thì phải, bởi vì chưa đủ tiền mua đồ. Đúng là chưa bán giáp hộ mệnh. Bây giờ bán giáp hộ mệnh, mua cái giáp gai à? Vâng, như vậy là có chiến thắng dành cho Gian Gian cùng với đồng bọn trong bán đấu này rồi. Lên 81 sao. Rồi, cảm ơn các thầy đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy ở trong những video sau. Bye bye.